Hãy hiểu điều này, bạn có nhiều khả năng bắt gặp một con kỳ lân trong quán cà phê hơn là sống sót dưới đáy đại dương mà không có không khí trong hơn nửa giờ. Nhưng một số người rất may mắn và cũng không may mắn cùng một lúc, ví dụ như Chris Lemon. Chris Lemon là một thợ lặn sâu chuyên nghiệp mà cuộc đời đã thay đổi vào tháng 9 năm 2012. Đó là một ngày làm việc bình thường của anh và các đồng nghiệp Dan, Khan và David. Họ đang ngồi trong một căn phòng đặc biệt trên con tàu phía trên địa điểm lặn. Sau đó, họ bước vào một chiếc buồng lặn được nhồi nhét như cá mòi trong hộp. Đây giống như một căn phòng khác trèo lủng lẳng trên con tàu mà họ dùng để đến địa điểm lặn. Buồng này giống như máy gấp đồ chơi, nhưng thay vì móng vuốt, nó có một buồng nhỏ ở cuối. Họ đến địa điểm lặn, Chris và Dave chuẩn bị lặn. Duncan ở trong buồng để theo dõi thiết bị và phần quan trọng nhất, dây rốn. Sợi dây này cung cấp cho thợ lặn oxy, nhiệt và năng lượng để giữ cho đèn của họ luôn sáng, vì ở độ sâu như vậy trời rất tối. Vì vậy, điều quan trọng là phải có người theo dõi tình hình vì mạng sống của thợ lặn phụ thuộc vào nó. Để hiểu rõ hơn về quy trình, bạn phải biết thêm về lặn sâu chuyên nghiệp. Ở trong văn phòng cả ngày sẽ an toàn hơn nhiều so với việc trở thành thợ lặn sâu chuyên nghiệp, trừ khi văn phòng của bạn nằm trong chuồng sư tử. Lặn sâu rất hiếm và nguy hiểm đến nỗi có lẽ bạn mới nghe nói đến nó. Bạn phải lặn sâu xuống đại dương lạnh giá để làm việc với các ống dẫn dầu. Nói chung, lặn có thể gặp rủi ro vì một thứ gọi là bệnh giảm áp. Nếu bạn lặn quá sâu và nổi lên mặt nước quá nhanh, các bong bóng nitơ nhỏ có thể hình thành bên trong cơ thể bạn, gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hoặc tệ hơn. Đó không phải là vấn đề đối với thợ lặn thông thường vì họ không lặn sâu như thợ lặn bảo hòa. Thợ lặn bảo hòa đi từ 200m đến 305m dưới nước, đó gần như là chiều cao của tòa nhà Empire State. Việc nổi lên mặt nước từ độ sâu khủng khiếp đó có thể mất tới 2 tuần. Phải mất ít thời gian hơn để đi lên mặt trăng và quay trở lại. Gần như không thể ở dưới nước suốt 2 tuần, vì vậy các thợ lặn có một thủ thuật độc đáo giúp họ sống sót. Một buồng được thiết kế khéo léo để có áp suất tương đương với đáy đại dương. Họ dành nhiều tháng trong buồng này. Buồng bị cô lập, nó giống như ở trong tù nhưng tệ hơn nhiều. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng không thể thoát ra được. Thế giới có thể bốc cháy nhưng bạn phải ở lại bên trong hoặc qua đời. Điều tốt là thợ lặn có internet ở đó. Buồng chứa đầy hỗn hợp khí heli và oxy. Vì vậy, nếu bạn muốn gọi cho gia đình mình, bạn sẽ nghe rất buồn cười. Hầu hết các thợ lặn không gọi cho ai vì việc hít khí heli và nói chuyện bằng giọng hài hước trong thời gian ngắn là điều thú vị, nhưng làm việc đó trong nhiều tuần thì không dễ chịu chút nào. Bây giờ, bạn đã biết thêm về loại công việc này và mức độ nguy hiểm của nó. Nhờ tất cả những thủ thuật thông minh đó, thợ lặn có thể thực hiện công việc của mình mà không gặp phải rủi ro đáng kể. Nhưng đôi khi, những điều tồi tệ là không thể tránh khỏi. Vậy hãy quay lại câu chuyện của chúng ta. Chris và Dave phải thay một đoạn đường ống và kiểm tra thường xuyên dưới đáy biển Bắc. Đối với họ, việc này giống như dạy một con mèo ngủ trưa. Nhưng thời tiết phía trên họ không được tốt lắm. Có gió mạnh và sóng cao tới 4 mét. Mặt khác, thời tiết như vậy là đặc trưng của biển Bắc. Vì vậy, không có gì bất thường phải lo lắng cả. Con tàu thực hiện nhiệm vụ có một tính năng điên rồ, tương tự như hệ thống lái tự động. Dù có bao nhiêu đợt sóng, nó vẫn giữ cho con tàu ổn định. Cuộc lặn diễn ra suôn sẻ cho đến khi chuông báo động bắt đầu vang lên từ đâu đó. Dave và Chris ngay lập tức leo lên. David đã đến được chiếc buồng an toàn, nhưng sợi dây của Chris đã vướng vào mép ống góp. Và dù anh ấy có làm cách nào thì anh ấy cũng không thể lấy ra được. Anh ấy nghĩ điều này lẽ ra không nên xảy ra vì có quá nhiều kẽ hở. Anh có thể nghe thấy tiếng dây thắt chặt rồi nhận ra con tàu đã bắt đầu di chuyển. Về cơ bản, anh ấy đã trở thành một cái mỏ neo. Và như chúng ta đều biết, có người không được sinh ra để trở thành những cái mỏ neo. Dây bị đứt, anh rơi xuống đáy biển. Đây là tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra với anh ấy. Anh ấy đã mất tất cả oxy, thông tin liên lạc và nhiệt độ. Có nghĩa là anh ta sẽ bị đóng băng hoặc nghẹt thở. Anh ấy có khoảng 5 phút lượng oxy cấp thiết, nhưng chừng đó gần như không đủ để sống sót. Chris đã phải leo lên ống góp để được giải cứu. Nhưng khi sợi dây bị đứt, đèn của anh vụt tắt nên anh phải đi bộ trong vùng biển tối đen như mực và định hướng bằng cảm giác xung quanh. Chris thậm chí không thể nhìn thấy bàn tay của mình, nhưng anh ấy đã làm được điều không thể và leo lên ống góp.
Thật không may, vấn đề không kết thúc ở đó. Anh ấy đang ở trong tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra, và không ai có thể bảo anh ấy phải làm gì hoặc chuyện gì đã xảy ra. Mỗi hơi thở đều quý hơn một thùng vàng, nên anh phải thở thật chậm. Chris chỉ còn 2 phút thở oxy khi leo lên được, và một lúc sau, khi không thấy bóng dáng của đội cứu hộ, anh mất hết hy vọng. Con tàu lẽ ra phải cứu anh lại đang hỗn loạn. Họ không thể đứng vững để tìm anh ấy. Mọi sự tệ hại đều chống lại Chris vào thời điểm đó. Điều duy nhất có lợi cho anh là con tàu có một chiếc tàu ngầm nhỏ có thể điều khiển từ xa, và thủy thủ đoàn có thể biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Họ đến địa điểm lặng và cảm giác như đang xem một bộ phim kinh dị. Bạn không thể rời mắt và không thể nhìn thấy nó. Tất cả họ đều mong đợi sẽ nhìn thấy người thợ lặn trong tình trạng tồi tệ nhất có thể. Bằng một phép lạ nào đó, anh ta vẫn cử động được, nhưng không được lâu, hàng trăm người dán mắt vào màn hình nhìn đồng nghiệp của mình đau khổ. Họ không ở xa địa điểm đó, nhưng họ không thể làm gì để cứu bạn mình. Sau khi con tàu ổn định, họ đến chỗ Chris. Lúc đó, họ đã mất hết hy vọng và đang đi xuống để vớt xác. David được giao nhiệm vụ bắt Chris. Anh ấy đang cảm thấy khó chịu, nhưng đã chuẩn bị tinh thần cho thử thách phía trước. Khoảng nửa giờ sau, David cuối cùng cũng đến đích. Anh ta ngay lập tức tóm lấy Chris và treo vào buồng. Duncan đang đợi họ ở bên trong. Khi họ đến nơi, Duncan ngay lập tức tháo mặt nạ lặn của Chris ra. Những gì họ nhìn thấy thật kinh hoàng. Khuôn mặt của Chris không còn bình thường nữa và anh ấy lạnh lùng. Anh ấy trông như thể đã qua đời. Duncan đang cố gắng sơ cứu cho anh ấy thì đột nhiên Chris đứng dậy, hoạt bát nhất có thể và ngồi xuống ghế của mình. Dave và Duncan bị sốc. Chris dường như hoàn toàn ổn. Rất nhiều bác sĩ khám cho anh ấy và được thông báo là anh khỏe mạnh như một người đã trải qua nửa giờ không có không khí. Lẽ ra anh ta không thể sống sót quá 3 phút nếu không có không khí. Không có nhà khoa học nào cho đến ngày nay biết làm thế nào anh ta sống sót. Có thể là do anh ấy đã tiếp xúc với nồng độ oxy cao trong buồng và anh ấy cũng có nồng độ oxy cao hơn bình thường trong phổi. Nhiệt độ lạnh có thể đã làm chậm quá trình trao đổi chất của anh ấy và giúp anh ấy không bị mất quá nhiều năng lượng, nhưng không ai biết chắc chắn. Bạn sẽ nghĩ rằng sau câu chuyện này, anh ấy sẽ không bao giờ lặn nữa. Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục làm thợ lặn sâu cho đến ngày nay và không có ý định nghỉ việc. Anh ta thậm chí còn quay trở lại vị trí gần như đã hủy diệt anh ta và hoàn thành công việc mà anh ta đã bắt đầu.